chào các bạn vậy là bản tiếng trung đã có sự kiện mùa hè ngày hôm nay với bản tiếng anh và bản đài thì chắc là sẽ đợi tuần sau hoặc không thì cuối tháng giống như của năm trước năm trước thì bản tiếng anh cũng cuối tháng sẽ có sự kiện mùa hè lần này sự kiện mùa hè chúng với hai một cái red Draw của hai s cộng đó là victini đây là skin của victini này và đi kèm với victini sẽ là son galeo son galeo sẽ là cái s cộng chính ở red Draw đợt này nó mở bán lại skin của con Diamond Gaudon. Đây là toàn bộ những sự kiện trong cái lễ hội mùa hè năm nay. Bây giờ cùng vào từng cái một. Đầu tiên là cái 7 này. Đây là đăng nhập 7 ngày sẽ nhận được những món quà như thế này. Chủ yếu toàn là kim cương. Ngày đầu tiên thì mình sẽ nhận được một cái avatar mới. Giờ đến cái tiếp theo. Đây là ba cái hoạt động chính ở cái sự kiện mùa hè đợt này và một shop. Thì mình sẽ nói về cái sự kiện mùa hè này sau Bây giờ cùng xem các gói quà nạp trước này Và nhận được Bạn sẽ nhận được 60 kim cương Đợt này thì mở bán đích tô đỏ Với 328 tệ Tức nhiên bản tiếng Anh cũng sẽ có nó Tức bốn 49, 49 đô Nó sẽ rẻ hơn một nửa so với bình thường Để Lúc mà nạp để lấy đích tô đỏ này nó Đây là một gói nạp rất là tốt nếu bạn muốn nằm. Một cái không thể thiếu trong các ngày đặc biệt đó là sự kiện 7 ngày lễ hội. Đến ngày tư thì sẽ có sự kiện tiêu kim cương được kim cương. Tức nghĩa là đến ngày thứ hai sẽ có sự kiện red draw phụ. Thì những ai mà quay thì sẽ được lấy được thêm kim cương này. sự kiện toán trận đấu cũng quay trở lại đợt này là có thêm những đội hình mà theo kiểu mà vip và hot hiện tại trận đấu đầu tiên này đó là một trận đấu giữa team thép với team nước bạn cũng sẽ đặt có quyền đặt cược để kiếm thêm điểm điểm này nó sẽ đổi ở shop có thể mua bằng vàng 20.000 được 500 hoặc là 30 kim cương được thêm 200 điểm nữa thì cái này phần quà của nó ấy, để những shop này nó cũng không có gì quá giá trị cả Cho nên cũng không cần thiết tốn kim cương để đổi Chỉ có lấy thêm mảnh vạn năng Chìa khóa hoặc cờ lê thôi Còn đâu những mảnh này bậc S này có hết rồi Giờ thì cùng đoán trận đấu Đặt cược Trận đấu giữa team thép với team nước Không biết nó có giống ở trên Ngoài, ở ngoài thật không Chứ còn nếu mà chọn thì chắc là chọn tim thép rồi Trong này thì nó, nó ngẫu nhiên lắm Không thể dựa vào mà đoán được là đội nào thắng được đâu Thép với lửa Lửa thì hay chiến thắng hơn này Thôi chọn lửa Tận tiếp theo nữa Tim lửa lại đầu tim nước Cứ chọn lửa tiếp thôi team ma đối với team bóng tối. Lựa chọn đang chọn là nhiều hơn đó là team ma thì mình cũng sẽ đặt team ma vậy. Tại vì thế Ma đào có thể gánh được team mất. Trận tiếp. Một trận khá là cùi. Chủ yếu là xem cho vui thôi. Team của Slowbro đối với cả team của Pure Chắc là chọn bên Slowbro vậy thôi. Thì đó là toàn bộ trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay Giờ thì mình cùng nhau nói về sự kiện mùa hè Đầu tiên là xem về shop trước Shop thì đang bắn mảnh của một nhân vật mới là Kukui Mảnh của con uh, Samurot này Một cái khung mới, một cái danh hiệu mới Danh hiệu thì kiểu gì nó cũng cộng chỉ số với các bạn rồi Một cái vali tím để mở ra được một cái bảo vật tím này Quan trọng là có một cái rune đỏ Đây là Pokemon, pokemon bậc s được chọn này nhưng mà rất là cùi cái luna đỏ là cái để cần đầu tiên sau đó đến, ở chip vàng thì bây giờ cũng cần thì đó là toàn bộ shop sự kiện mùa hè này giờ đi ải phiêu lưu trước này ải phiêu lưu này nó cũng giống như sự kiện sinh nhật 2 tuổi ải một đó là bạn phải tiêu diệt con samurot Ải này lúc mà qua được thì nói rất là dễ bạn sẽ có ba con Pikachu những mục tiêu của bạn là tiêu diệt con Samurot thì cứ đánh vào nó thôi Thế là bạn đã qua được ải 1 Nhận phần thưởng Mảnh của Mel Trong đội rocket lấy được ở đây Rồi đến ải thứ hai Ải thứ hai này Bạn sẽ phải cho kiểu solo bạn sẽ được chọn một trong ba các cái búp ở đây búp ở đây thì bao gồm là có phần đầu tiên là tỷ lệ né thứ hai là tỷ lệ bạo kích và thứ ba là tỷ lệ đỡ bạn sẽ chọn cho địch một cái còn đâu mình sẽ nhận hai cái còn lại đây thì mình sẽ chọn cho mình đó là cái chọn cho bản thân địch đó là cái tỷ lệ bạo kích còn đâu mình nhận cái tỷ lệ né với tỷ lệ đỡ xong, xong rồi các bạn cứ đánh như thế này thôi để xem kết quả là mình đúng hay không mình vừa chọn tỷ lệ đỡ nên đỡ cũng rất là tốt hôm nay là hình ảnh skill mới tỷ lệ né thì các bạn cứ chọn phần 2 là các bạn có thể vượt qua được cái ải này. Cũng lại được 7 mảnh của Samurot và 10 mảnh mèo. Đây các bạn đã vượt qua rồi. Ở cái ải sự kiện này thì nó không đánh nhập lại nữa ngày mới ngày mai thì nó sẽ mở thêm hai sự kiện nữa và có 10 tổng cộng là 10 sự kiện cái này chỉ đánh một lần thôi đến trò chơi tiếp theo này là bóng truyền bãi biển đây là phần quà một ngày các bạn chơi được 10 lần thì coi như các bạn cũng coi như là kiếm được thêm 40 kim cương mỗi ngày đây các thành tựu khi chơi giải đấu này ở à, cái chơi cái sự kiện này cũng thêm được điểm và kim cương kiếm thêm mảnh vạn năng còn về cách chơi nó sẽ giới thiệu đó là bạn sẽ có di chuyển trái phải này để đỡ bóng này đây là các bộ skill bên trong sẽ có 3 loại để các bạn chọn như là tốc độ này sức mạnh và độ to thì kiểu gì các bạn chọn một trong ba thôi để lấy được uh, kiểu dạng như là ra được những pokemon cần để mở thành tựu cách chơi của nó đơn giản đó là các bạn cứ đỡ bóng cứ mỗi lần các bạn đỡ bóng được thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vạch vàng vàng ở dưới đó là nó lên được một điểm các bạn cứ đánh đến khi nào nó đầy được 6 điểm cứ đỡ như vậy và đến lần thứ sáu khi các bạn nó đầy cái này rồi thì các bạn ấn vào thì kiểu gì thì cũng sẽ không đỡ được đòn à, đỡ được cái quả bóng của bạn đấy là một cách chiến thắng rất là dễ dàng thế nên mình nói bóng truyền này chơi rất là dễ ai thắng được 3 ba điểm trước thì người đó sẽ thắng toàn bộ trận đấu là được thêm điểm cuối cùng là trò chơi tiếp theo trò này thì mình cũng chỉ nhớ cũng kém kém mình cũng chỉ nhớ được 3 đến 4 cái thôi đó là ghi nhớ số cái kem mà khách hàng đưa ra xong rồi mình sẽ chọn những cái kem đó cho đúng nếu các bạn chọn đúng thì các bạn sẽ được 10 điểm và kèm theo đó là 6 giây còn nếu các bạn trả lấy sai thì các bạn sẽ chỉ được một điểm thôi. Còn nếu các bạn mà trả lời đổi như là đúng toàn bộ những cái này nhưng mà vị trí bị đảo ngược thì các bạn chỉ chỉ được 5 điểm. Đây là một trò chơi dựa vào trí nhớ của bạn. Nhưng mà đợt trước mình nhớ là có người chơi theo kiểu chụp ảnh hay thế nào ấy. Ra kiểu dạng như hai màn hình thì lúc đó chọn cái này rất là dễ. Tuy nhiên là bạn kiếm được càng nhiều điểm ở trong cái trò chơi này thì bạn sẽ có được thêm quà khi kết thúc cái đợt bán kem này. Bắt đầu là 5 cái, khó nhất rồi. Mình không nhớ được rõ lắm. Thua thì được một điểm. thì đó toàn bộ những cái sự kiện chính trong lễ hội mùa hè bản tiếng Anh thì đợi thôi nó cũng sẽ có y xì tương tự như thế này thì chiều nay nó sẽ kết thúc các trận đấu mà theo kiểu uh, những Pokemon kiểu như tim thép tim nước tim uh, bóng tối tim ma chẳng hạn thì mình sẽ quay những trận đấu đó